Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang Du Lịch và Cuộc Sống Mỹ. Chào cả nhà, đây là cháu ruột của Trang. Chào cả nhà đi con. Con của chị thứ hai của Trang mới vừa định cư Mỹ theo diện gì con? Việc làm EB3. Theo diện hợp tác lao động Mỹ EB3 là thật sự có thật nha cả nhà. Thì hôm nay Trang lên cái clip này muốn chia sẻ với mọi người, thì mọi người biết tới kênh Trang thì là một kênh rất là thật lòng chia sẻ về cuộc sống Mỹ, cái gì cũng thật hết. Thì hôm nay Trang có một cái sự thật này, mừng quá muốn chia sẻ với mọi người biết là Trang mừng vì cháu Trang đã được định cư Mỹ theo diện hợp tác lao động, và cái diện này là có thật, người thật việc thật đã đến Mỹ rồi nên Trang chia sẻ. Trước đây thì cái lý do Trang muốn chia sẻ cái clip này là trước đây á, Trang có nhiều người quen lắm hỏi Trang á, là có biết lao động hợp tác định cư Mỹ không. Thì lúc đó Trang thật sự là Trang không biết, Trang nói làm gì có chuyện đó. Thái Lan rồi như là Singapore rồi Hàn Quốc, Trung Quốc có, chứ Mỹ làm gì có mà lao động hợp tác định cư Mỹ, không có đâu, coi chừng bị gạt đó. Là lúc đó Trang thật sự không có biết. Rồi sau đó cái Trang mới làm YouTube thì Trang thấy một hai kênh nó trôi bài là người ta đến Mỹ diện EB3 hợp tác lao động, người ta làm YouTube. Rồi Trang tìm hiểu cái em đó một thời gian thì Trang thấy là cái em đó là thật. Trang có cái cảm nhận rất là, cũng may mắn trời cho Trang có cái cảm nhận cũng khá chính xác. Thì Trang cảm nhận em đó là cái kênh thật, em đó đã đến Mỹ bằng diện hợp tác lao động, em đó làm cái trại gà. Thì sau đó Trang tìm hiểu thêm nữa thì Trang biết là có thật đó, nhưng mà Trang cũng chần chừ không có dám chia sẻ. Cũng có coi thêm vài kênh nữa, cũng nghiên cứu, cũng muốn nói với mọi người biết là cái hợp tác lao động EB3 là có thật, nhưng mà cũng chưa có tự tin hoàn toàn để mà nói nữa. Thì Trang cũng bất ngờ là cháu Trang làm hồ sơ đã đến Mỹ rất là an toàn, và Trang từ tách xịt, vợ chồng Trang đã lái 2 ngày đêm đến đây để gặp cháu Trang. Nhờ Trang với cháu Trang đang ngồi ở tiểu bang Indiana, thì đây là người thật việc thật đã đến Mỹ an toàn theo diện hợp tác lao động định cư Mỹ nguyên gia đình luôn. Thì bây giờ con nói cho ông và cô chú anh chị nghe là con đến đây lâu chưa? Đến ngày 29 tháng 11. Là đến ngày 29 tháng 11, là gần 1 tháng rồi cả nhà. Khi con làm hồ sơ hợp tác lao động đi Mỹ thì trong bao lâu con mới được đi? Thì cái hồ sơ nếu như mà trung bình là từ 3 năm, còn cái hồi bị trễ dịch hết 2 năm nên là thành ra là 5 năm. 5 năm đi, thì con định cư Mỹ là bao nhiêu người? Cả gia đình là vợ chồng với đứa con trai. Vậy đó là lao động hợp tác định cư Mỹ là mình được đi cả gia đình nha cả nhà. Gia đình của cháu là 3 người, còn gia đình ai 2 người thì đi 2 người, 4 người, 5 người thì được đi hết. Nhưng mà với điều kiện con cái thì phải dưới 21 tuổi phải không con? Dạ đúng rồi. Dưới 21 tuổi cũng giống như Trang định cư diện anh Năm, Trang Bảo Lãnh á, thì con cái thì dưới 21 tuổi. Thì cháu đã đến đây an toàn vì đây là người thật việc thật. Trang quá mừng, thứ nhất là mừng được cháu mình đã đi đến cái diện này, và sau khi cháu đã đến đây được rồi thì Trang thật sự chia sẻ luôn với cả nhà. Trước đây hỏi Trang thì là có cái diện đi này. Đến đây là con nhận việc chưa? Dạ, tới bữa rày là chủ yếu đi tìm nhà, xong rồi có ổn định chỗ ở rồi thì cũng báo công ty, mà thì công ty nói là đang nghỉ lễ, rồi qua lễ rồi sẽ sắp xếp đào tạo rồi đi làm. Khi con quyết định con đi thì người ta sẽ cho biết cái công việc của con là qua Mỹ con làm gì trước luôn phải không? Đương nhiên mình phải biết cái việc làm mình sẽ làm cái gì, mình làm cho công ty nào, làm chỗ nào. Rồi từ lúc mới làm hồ sơ đã biết rồi. Thì trời, trong vòng 5 năm có lâu quá không, còn có hồi hộp chứ không? Không, rất là phải theo tiến trình hồ sơ nữa. Khi mà mình tìm hiểu về cái diện EB3 này thì mình phải tìm hiểu là nó bao gồm những hồ sơ gì, và những cái tiến trình hồ sơ nó sẽ diễn ra trong bao lâu. Thì hồ sơ của mình cũng nói chung là đi đúng tiến trình thôi. Thì từ lúc mà làm giấy phép lao động là 6 tới 9 tháng, rồi từ tới sở di trú duyệt hồ sơ cho mình đi là cũng tầm 9 tháng.
rồi cái khúc mà nộp hồ sơ, tức là cả gia đình để mà có lịch hẹn của đại sứ quán á, thì đáng lẽ là cũng tầm khoảng một năm mấy thôi, nhưng mà do dịch nó kéo dài ra, lãnh sự quán là đóng cửa 6 tháng rồi, hồ sơ bị tồn động này nọ nên nó kéo dài ra, nên bây giờ tới 5 năm mới được phỏng vấn. Để phỏng vấn có khó không ạ? Có bị trục trặc gì không? Nói chung là bên lãnh sự quán phỏng vấn thì họ sẽ xác định là cái việc mình làm là có thiệt hay không. Tức là hả, mình phải có cái job offer, tức là đề xuất việc làm của bên nhà tuyển dụng, rồi hồ sơ mình phải ăn khớp, tức là mình đi làm thiệt chứ không phải là chỉ là kiểu một cái hồ sơ giả, thì họ chỉ xác định như vậy thôi. Xác định đúng thì họ ký đơn, tức là họ đóng dấu visa cho cả gia đình mình đi vậy thôi. Thì như con nói khúc đầu, mình gửi hồ sơ xong rồi mình gửi video gì đó cho họ coi là sao? Xong cái đó là vì cái nhà tuyển dụng thôi, ví dụ như là tùy cái công ty mình liên hệ, tức là cái công ty mà mình liên hệ thì họ sẽ có nhiều đối tác của bên Mỹ. Những cái đối tác đó họ cần lao động thì họ sẽ xem những cái video công ty đưa ra, thì mình làm những cái video bằng tiếng Anh đó, giới thiệu bản thân sơ sơ vậy thôi. Thì khi mà những nhà tuyển dụng họ chọn mình để mà phỏng vấn tiếp thì vòng sau á, thì bắt đầu mình mới phỏng vấn ok, thì bắt đầu mới tiến hành làm hồ sơ bảo lãnh với chú. Thì cả nhà biết không, thì anh Năm Trang đi vượt biên xong rồi làm hồ sơ bảo lãnh gia đình Trang với gia đình ông anh nữa. Lúc đó không có làm cho tất cả mọi anh chị em, thì chỉ có hai gia đình, thì gia đình của bé Lan đây là không có hồ sơ bảo lãnh, nên là cháu muốn đi thì không có đi được như tụi Trang. Cháu đã nghiên cứu tìm cách và tự tìm cách trên mạng và tự quyết định là đi, tìm cách đi được, cũng rất là mừng đã an toàn đến nay. Thì khi con tìm hiểu công ty, con có gặp rắc rối hay là hoang mang trong vấn đề tìm công ty không? Không, thực ra thì khi mình tìm hiểu thì đương nhiên mình phải tìm hiểu về cái luật trước. Tức là mình xem về cái trang web về sở di trú, tức là cái mình xem cái luật đó nó có thật hay không, tức là nó có những quyền lợi thật như những cái bài đề xuất của mấy cái trang quảng cáo về EB3 đó. Thì mình kiểm chứng bằng cách mình vô trang web sở di trú, mình xem bằng tiếng Anh, rồi mình thấy là ok, cái diện này là thật là như vậy, có những cái điều kiện như thế nào đó để được đi, tại sao lại có cái diện này đó, thì mình tìm hiểu đúng là bắt đầu mình mới tìm hiểu đến công ty. Mình tìm hiểu những cái công ty họ làm dịch vụ á, về hồ sơ pháp lý, giới thiệu việc làm, thì chủ yếu là mình xem cái công ty họ có cam kết hay không. Tức là khi mà mình đưa tiền, mình phải xem họ có cam kết là hồ sơ mình có đi đúng tiến độ hay không, nếu như không đúng tiến độ thì có trả tiền hay không đó. Cái đó mình đương nhiên mình quan tâm, mình bỏ tiền ra mình phải quan tâm là họ làm gì với cái số tiền của mình, họ có làm thiệt hay không, hay là họ chỉ lấy tiền đó xong rồi họ để hồ sơ mình trôi đi vậy thôi để mình chờ. Thì chắc chắn là mình phải xem xét cái vấn đề là họ đảm bảo, ví dụ không đảm bảo là làm hồ sơ cho tôi thì có trả tiền hay không. Nếu như họ nói trả thì mình ok, mình làm ký hợp đồng. Thì lúc đó con đã tìm hiểu bao nhiêu công ty? Chắc cũng cả chục công ty chứ. Tìm hiểu cả chục công ty rồi mới quyết định cái công ty này á cả nhà. Thì nói chung thì công ty nào đồng ý mà cam kết là đúng tiến độ và không làm được thì sẽ hoàn tiền, thì mình bắt đầu mình mới muốn ký kết với công ty đó. Thì hầu như là cũng sẽ phải mất một số tiền, tức là mình phải chấp nhận là họ bỏ công ra họ làm cho mình thì mình phải chấp nhận mất một số tiền thôi, chứ không thể nào ai làm không cho mình được hết. Nhưng mà mất nhiều hay mất ít là tùy công ty. Có công ty mất nhiều quá thì mình cảm thấy nó tại vì hồ sơ cũng không phải là chắc chắn 100% là đậu, nó làm 80% thì 20% còn lại nó vẫn có xác suất rớt, mà mất nhiều quá thì nó cũng cảm thấy là rất là đáng tiếc. Công ty nào mà mất ít nhất thì mình chọn công ty đó. Thì nói chung là cháu Trang lên mạng tìm hiểu cả chục cái công ty, và mỗi công ty đều hỏi là nếu mà có trường hợp mà không đi được á, có hoàn tiền lại không. Thì một số công ty nó không hoàn tiền, một số công ty thì hoàn rất là ít.
thì mình sẽ mất số tiền rất là lớn, tiền bạc cũng khó kiếm cả nhà, nên là mất nhiều quá mình đâu có cam tâm, mà cái khả năng không có thể nào mà 100%, nó cũng có xác suất, mình cũng như là có chí hướng muốn đi thì quyết tâm thôi, quyết tâm đầu tư tiền, cái làm cái gì cũng phải đầu tư hết, đi nước ngoài định cư cả gia đình thì mình cũng đầu tư tiền, nhưng mà nếu mà có xác suất rủi ro mình không đi được thì họ có cam kết hoàn tiền lại cho mình không, thì có hoàn tiền nhưng mà mất 10% hay gì đó mười mấy phần trăm thì mình cũng phải chấp nhận, còn mất mà 30-40% thì nó quá lớn thì mình đừng chọn. Thì khi con làm hồ sơ thì bước đầu là họ mình phải đóng cho họ bao nhiêu? Cái đó là tùy công ty mọi người chọn thôi. Tại vì bây giờ mình cái giá thì mình không thể nói chung hết được, tại vì có công ty làm rẻ, có công ty làm mắc, thì cái gì nó tùy cũng thời điểm nữa ha. Tùy thời điểm 5 năm trước và thời điểm này đương nhiên giá nó phải khác, và cái ký kết hợp đồng của mỗi công ty nó cũng khác. Ví dụ mọi người đã nhắm tới cái chương trình này thì mọi người cũng chắc chắn cũng đi tìm hiểu nhiều công ty, mình cảm thấy là công ty nào nó phù hợp với mình thì mình lựa chọn thôi. Còn về cái giá tiền thì đương nhiên nó cũng phải tầm cả tỷ thôi, mình làm cũng cả tỷ. Mà tùy theo cái giai đoạn công ty mình ký kết đó, là họ muốn mình cọc bao nhiêu, tới giai đoạn nào thì đóng thêm bao nhiêu, đó là mỗi công ty giai đoạn khác nhau nữa, nó không có công thức chung. 5 năm về trước thì chó Trang đi là đến đây khoảng tầm 1 tỷ, nếu mà có xác suất rủi ro thì trả lại 10, mình sẽ mất khoảng 10-15%, còn tùy thời điểm này 5 năm sau rồi thì giá có thể là cao hơn. Và những cái công ty thì Trang cũng mừng là cháu Trang đã đến đây rồi, thì người thật việc thật nên Trang chia sẻ để cho mọi người hiểu, và cũng nhấn mạnh giùm mọi người nếu mà có biết cái chương trình này có thật rồi đó thì mình tìm hiểu, nhưng mà như cháu Trang nói đó, mình phải tìm hiểu cái công ty nào họ cam kết cho mình là nếu có rủi ro họ hoàn tiền cho mình bao nhiêu phần trăm, mất bao nhiêu phần trăm, thì cái rủi ro ít thì mình chọn, tại vì nó đảm bảo cho mình nhiều hơn. Con đến được đây thì con cảm thấy nước Mỹ như thế nào? Nói chung thì mới ở có một tháng thì cũng không có biết được là nó khác nhiều như thế nào. Thứ nhất là đồ ăn thì nó chắc chắn khác rồi. Mình thèm đồ ăn Việt Nam quá mà ở đây không có bán. Phải nhờ dì đem từ bên Texas qua một cú đói. Con có lạnh đúng không? Dạ lạnh. Lạnh. Ở đây thì tháng 12 là 7-8 độ, mà ở Sài Gòn thì 3 mấy độ thì nó khác nhiều quá, lúc nào cũng mặc áo ấm à. Nói chung là cháu đang đến cái thời điểm này là bắt đầu vào mùa đông thì bắt đầu lạnh, nhưng mà chưa lạnh dữ, nhưng mà cái tiểu bang, từng tiểu bang nếu mà được đến Cali thì nó mát mẻ như Đà Lạt, nó hơi lạnh lạnh thôi. Còn Trang ở Texas đó thì mùa nóng thì nó nóng hơn Việt Nam nữa, nó 42 độ C, còn mùa lạnh thì nó âm độ và 7-8 độ C F á, rồi có tuyết rơi, rồi nó khắc nghiệt hơn Cali, nhưng mà giá cả thì nhà cửa xăng nhớt thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đang nói với cả nhà biết luôn, cũng có người quen đã hỏi Trang rồi thì hồ sơ đi là tầm bao lâu, thì Trang cũng nói thật với người thân luôn là khoảng 3 năm trở lên. 3 năm nếu 3 năm trở lên, còn nếu mà trục trặc á, thì cháu Trang đó là Covid là 5 năm rồi, có nhiều người trục trặc do lúc phỏng vấn rồi lúc kiểm tra sức khỏe mà có bệnh có này kia đó thì nó trì hoãn trở lại. Và cái công việc á, nếu mà cái công ty nào nói về qua Mỹ làm neo á, thì nó hy hữu, nó Trang cũng tham khảo trên mạng là hiếm có lắm, tại vì cái nghề neo ở bên Mỹ á, là có việc làm hết nè, ít có tuyển dụng cho nghề nail lắm, là đa số là Trang có nghiên cứu là họ tuyển dụng cho mình cái nghề làm ở khách sạn, rồi làm giết mổ gia cầm, trại gà nè, trại giết mổ heo trâu bò đồ á ở. Và cái những cái việc làm này cả nhà nên hiểu là mình sẽ
không có tới những tiểu bang mình lựa chọn mà là do công việc họ cho mình, thì nói chung nước Mỹ họ sẽ những nơi thiếu nhân công để họ cần mình là những cái tiểu bang, nói chung là nó cũng hơi có điều kiện giống như là thời tiết đây ở Indiana lạnh, người ta ít ở đây thì nhân công ở đây thiếu thì người ta mới thuê mình đến. Rồi những cái trại gà ở những cái tiểu bang lạnh này kia kia nọ đó, những cái công việc nó cũng hơi hơi phức tạp, nó hơi khó, họ mới không có nhân công ở đây. Rồi nói thật lòng là nhân công ở đây những cái vùng lạnh rồi những cái việc làm như trại gà vậy đó, thì những người đã sống ở đây rồi á thì họ sẽ không có chọn những nơi này. Rồi mướn họ thì cái giá sẽ cao, nên là mướn cái giá thấp thì họ không làm, nên là những cái tiểu bang này thiếu nhân công thì họ mới mướn mình, thì mình mới được đi qua nước Mỹ, chứ tự nhiên ngon lành cũng khó qua nha. Nói thật là mình phải đến chuẩn bị tâm lý đến những cái nơi mà vùng sâu vùng xa, gọi chung là vậy á, những cái điều kiện khó khăn, rồi mình sẽ làm trong một thời gian bao lâu không con? Tức là thường là phải tối thiểu là một năm. Thì mình sẽ đến nhận công việc ở cái nơi ký kết hợp đồng ban đầu, mình phải làm tối thiểu là một năm. Xong rồi mình đi cả gia đình, mình có thẻ xanh 10 năm luôn. Dạ. Có thẻ xanh 10 năm rồi mình sẽ làm tại cái công ty mà mình ký kết hợp đồng ít nhất một năm. Còn cái người thân của mình đi theo mình thì được quyền đi tới tiểu bang khác để làm. Tức là về luật EB3 đó là thẻ xanh, thì thẻ xanh là mình có quyền ở bất kỳ tiểu bang nào trên đất nước Mỹ. Còn thẻ xanh ở bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ, nhưng mà người đương đơn á thì sẽ làm cho cái công ty ký kết hợp đồng ít nhất một năm. Rồi còn cái người đi theo mình á thì ở đâu ở làm gì làm, còn mình ở ít nhất một năm, sau đó thì mình có thể xin đi tiểu bang khác, công việc khác, là do mình nói là ở đây lạnh quá, công việc này tôi làm không được hay gì đó, thì mình xin đi thì người ta cho. Trang cũng có tìm hiểu nhiều YouTuber khác trên mạng rồi, thì Trang biết được điều đó. Và định cư Mỹ dạng giống như Trang luôn, thẻ xanh 10 năm và 5 năm được thi quốc tịch không con? Dạ. 5 năm được thi quốc tịch Mỹ luôn cả nhà. Thì Trang thấy cái trường hợp này nó quá hay đi, Trang với anh Long, Trang, chị Trang ở bên Mỹ mà không biết cái dạng này luôn á. Lúc trước có người nhờ Trang hỏi Trang mà Trang nói là không có luôn, rồi sau đó Trang mới biết là có mà không dám chia sẻ. Thì hôm nay Trang thật sự là mừng vui chia sẻ, là giống như cái trường hợp mà Trang đi viện anh Long bảo lãnh á, 14 năm giờ đăng đẳng mà cũng tốn tiền nhiều chặng đường, cũng gom gom lại cũng hàng chục ngàn trở lên mà đợi chờ tới 14 năm. Còn đi cái viện này thì mình làm hồ sơ, mình tự tin chờ đợi, rồi mình tìm đúng công ty thì nó chỉ 3 năm đến 5 năm tùy trường hợp. Còn cái viện mà người Việt Nam mình hay đi dạng mà kết hôn giả gì đó là nó tốn 5-70 ngàn mà chỉ có một người. Còn cái này là đi cả gia đình. Thì đang thấy cái đi này, viện này quá hay, quá mừng khi cháu mình đã đặt chân tới đây. Thì các bạn muốn đi thì phải chuẩn bị tâm lý, tại vì mình sẽ đến những cái tiểu bang đó sẽ không có người thân. Thì người thân mình thường chọn những cái tiểu bang mà thời tiết tốt, công việc tốt. Thì mình đi viện này thì mình phải cố gắng chuẩn bị tâm lý, mình sẽ sống một mình ở cái tiểu bang vắng vẻ, rồi mình phải đến là mình tự lo hết, rồi không có ai bên cạnh hết, thì nó cũng hơi khó khăn. Anh chị nào muốn đi thì phải cố gắng học tiếng Anh trước. Thì cháu Trang thì có đại học tiếng Hoa, thì tiếng Anh cũng rất là ok nên cũng đỡ lo. Nhưng mà do mới qua thì không có xe cộ gì hết, rồi trên mạng là cũng chưa có rành đó. Nói chung cháu qua mừng quá, thì vợ chồng Trang đi đến đặng thăm cháu luôn, chúc mừng cháu luôn, rồi sẵn vậy thì chở cháu đi chỗ này chỗ kia để cháu biết, tại vì đâu có xe thì sẽ ở đây một năm để làm người đương đơn chính á. Thì nói chung là không nên mua xe, đi xe bus đi, thì chỉ cố gắng làm ở khách sạn. Cháu đang làm khách sạn để về nhà
ngủ rồi đi chợ rồi cố gắng một năm trôi qua cũng nhanh lắm. Cố gắng thì Trang hôm nay Trang mừng vui chia sẻ cái niềm vui là được hội ngộ cùng cháu mình đi cái diện này, là cũng khen cháu mình quá tài giỏi. Thì muốn chia sẻ với cả nhà cái niềm vui cháu đang đến đây và cũng chia sẻ cái diện này là thật sự là có thật, đây là người thật việc thật đến Việt Nam bằng cái diện hợp tác lao động MB3 và định cư Mỹ, thẻ xanh 10 năm và 5 năm được thi vào quốc tịch Mỹ. Quá là hay, chúc mừng con. Ôi chết. Thì Trang có gì cũng chia sẻ, răng hư rồi những cái gì mua nhà sai lầm khóc ròng gì cái gì vợ chồng Trang tốt cũng chia sẻ cho mọi người biết, còn không tốt bản thân đã trải nghiệm những cái điều gì không tốt cũng nói cho mọi người để tránh. Thì hôm nay cái niềm vui của Trang là biết được cái điều này là có rồi, nên là muốn chia sẻ mọi người nếu mà có cái giấc mơ đi Mỹ thì mình cũng nên tìm hiểu rồi chọn cái công ty, rồi như cháu đang nói là mình nhiều công ty lắm, mình phải cố gắng tìm hiểu kỹ rồi công ty nào mà mình hỏi nó có trả lợi, nếu mà cái rủi ro lúc nào mình cũng có phải đề phòng rủi ro chứ không có chắc chắn là mình đi được 100% đâu, nên mình đề phòng rủi ro thì mình có tiền đầu tư vô rồi một thời gian 3 năm tới 5 năm mình cũng đừng quá trông chờ, mình cứ bỏ vô rồi từng bước nó làm giấy tờ, rồi mình công việc hàng ngày mình cứ làm đi, rồi mình tới ngày từng bước thì 3 năm đến 5 năm là mình định cư Mỹ toàn cả gia đình luôn. Và mình chuẩn bị tiếng Anh với làm nail là tốt cả nhà. Rồi sau đây là Trang xin cảm ơn và cô chú anh chị các bạn đã yêu thương gia đình nhỏ của Trang, lắng nghe chia sẻ của dì cháu Trang. Dì cháu Trang xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.